hàng ở Lâm Đồng nổ súng khi bỏ chạy. Tên cướp đi xe Dream, dùng súng bắn trả trước khi tẩu thoát cùng 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng đang truy bắt tên cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Thông tin ban đầu, ngày 7 tháng 2, tên cướp đi xe máy Dream, mặc đồ toàn màu đen, quần jean xanh, đi giày, đội mũ kết, bịt khẩu trang xông vào ngân hàng nằm trên quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cướp đi một số tiền. Khi lên xe máy chuẩn bị bỏ đi thì bị bảo vệ và người dân chặn bắt. Ngay lúc này, tên cướp đã rút súng bắn trả trước khi bỏ chạy về hướng quốc lộ 20. Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, truy bắt kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng này. Thông tin ban đầu cho biết, khi vào trong ngân hàng, kẻ cướp bất ngờ quăng ba lô ra, đồng thời rút súng uy hiếp nhân viên. Số tiền tên cướp này lấy đi khoảng 3 tỷ đồng.